Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Bài văn nói xấu của bố nhận được điểm 10 gây chú ý trên mạng xã hội. Dù miêu tả bố em bụng bự, trán nhô, mắt láo liên, bị vợ mắng suốt ngày, nhưng học sinh lớp 5 vẫn được cô giáo chấm 10 điểm. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ bài văn miêu tả về bố của một em học sinh lớp 5 sống tại Nghệ An, bài văn được cô giáo chấm 10 điểm. Cụ thể, cô bé viết như sau, ai cũng bảo người em yêu nhất là mẹ và người yêu mẹ nhất là em, nhưng em cho rằng điều đó không đúng. Người em yêu nhất là bố và bố là người yêu em nhất. Bố em là Nguyễn Khánh Hưng, 42 tuổi. Bố em có dáng người thấp đậm với cái bụng to khác bố người ta, bụng thon sau mũi. Bố nhà người ta trán cao, hiểu biết rộng dày. Bố em đây trán vô, siêu lầy. Bố nhà người ta mắt ánh lên sự nghiêm nghị. Bố em đây mỗi khi làm sai là mắt láo liên như quả vào chuồng lợn. Bố nhà người ta môi bặm lại nghiêm túc. Bố em miệng chỉ có cười suốt ngày. Bố nhà người ta tài giỏi, độc lập, vợ con nể phục. Bố em đây chỉ bị vợ mắng suốt ngày, để rồi tối lên rủ em lên giường ngủ sớm. Nhưng thực ra là hai bố con cùng tranh nói xấu mẹ. Bố nhà người ta được cấp dưới ngưỡng mộ. Bố em đây làm tài xế, xe ôm cho các cô, các bác. Bố còn thua xa bố nhà người ta. Nhưng bố em sẵn sàng ký vào bản kiểm điểm của em mà không mất mẹ, sẵn sàng che giấu khuyết điểm của em, sẵn sàng nghe cuộc gọi phê bình của cô, sẵn sàng thức đến 3-4 giờ sáng đợi em làm xong bài và đi ngủ, sẵn sàng ngồi bên em cày toán khó mấy tiếng đồng hồ, sẵn sàng thức dậy mỗi sớm sáng để gọi em dậy mặc dù bố còn thèm ngủ hơn em, sẵn sàng nhường cho em miếng trứng cá ngon lành mà bố rất thích, sẵn sàng cho em mượn iPad vào cuối tuần với lý do cho nó giải trí thêm chút. Sẵn sàng đánh xe đến lớp đón em cho dù phải bỏ một buổi họp quan trọng, sẵn sàng tấu hài với em, tán chuyện linh tinh cùng em để giúp nó giảm stress. Bố em rất khéo năn nỉ mẹ đừng đánh em hoặc nhận tội thay để em không bị mẹ mắng. Mấy câu ấy thường chỉ là câu như khiếp sáng sớm mà đài hát như dân ca, cải lương hay vòng cổ rồi à. Rồi đánh còn tránh miệng ăn nhé, ê hình như có giọng hát Việt rồi kìa. Đủ để nhắc khéo mẹ và thoát nạn. Nói thế thôi, nhưng đối với em, một người bố như thế là tất cả rồi. Bố chả bao giờ khiến em buồn hay khóc. Bố luôn là anh hùng giải cứu em khỏi những trận lôi đình của mẹ, giúp em miêu toán như xưa, giúp em đi học đúng giờ. Cảm ơn bố rất nhiều. Con chúc ba ba luôn mạnh khỏe, sớm hết bệnh tiểu đường và sống lâu mãi với chúng con, ba ba nhé. Ngay sau khi được đăng tải trên mạng, bài viết đã nhận được hàng ngàn lượt like và bình luận. Con nhỏ mà lối hành văn hay quá, không hoa mỹ nhưng rất chân thật, đi vào lòng người đọc, em dễ thương quá. Con nhỏ mà đã biết thương bố, thương cả công việc xe ôm của bố rồi, kể cả bằng cái dòng tự hào ấy nữa. Ước sau này sinh được đứa con như vậy. Hàng loạt cư dân mạng khen ngợi cô bé học sinh lớp 5. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Thủy Tiên công vinh phát tiền liên tục 10 tiếng đồng hồ, phải gác bữa trưa đến tối muộn. Sau khi phát tiền cứu trợ cho hơn 5.000 người dân tại Quảng Bình trong suốt hơn 10 tiếng đồng hồ, mãi đến tối muộn Thủy Tiên và công vinh mới có thời gian để ăn trưa. Trở lại miền Trung cứu trợ cho bà con vào ngày 27 tháng 10, sau hơn 3 ngày có mặt tại đây, vợ chồng Thủy Tiên công vinh và đoàn của mình đã đi khắp nơi các thôn, xã tại Hà Tĩnh và Quảng Bình để hỗ trợ tiền mặt cho người dân khôi phục lại cuộc sống sau lũ. Vào ngày 29 tháng 10 vừa qua, cặp đôi đã có mặt tại một số xã thuộc huyện Lệ Thủy, Quảng Bình để hỗ trợ cho hơn 5.000 người dân tại đây, mỗi hộ nhận được 2-3 triệu đồng. Với số lượng người dân quá đông, thế nên Thủy Tiên và Quang Vân đã phải liên tục trao tiền cứu trợ trong suốt hơn 10 tiếng đồng hồ. Theo một chia sẻ của thành viên trong đoàn, được biết mãi đến tối muộn cặp đôi mới có thời gian để ăn trưa vì hiểu rằng mỗi xã hàng ngàn người bà con đang đợi nên mọi người trong đoàn đã quyết định gác lại bữa trưa. Người trong đoàn cho biết mấy anh em Nghệ An chỉ đi hỗ trợ điều tiết lên danh sách bà con thôi, ai cũng mệt lừ, vậy mà anh chị công vinh Thủy Tiên phải đếm tiền vừa tươi cười, hỏi thăm hơn 5.000 người, song chẳng thấy anh chị than thở lấy một lời, theo vào đó là nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Dòng chia sẻ đã khiến cho rất nhiều người khán giả phải cảm kích và gửi lời cảm ơn đến vợ chồng Thủy Tiên cũng như mọi người trong đoàn. Bên cạnh đó, trong buổi phát tiền hỗ trợ người dân ngày 29 tháng 10 vừa qua, được biết những người đến nhận tiền cứu trợ đều đã được lập danh sách và lấy số. Tuy nhiên vì số lượng quá đông, thế nên đã xuất hiện nên tình trạng người dân chen lấn mất trật tự, tạo nên khung cảnh hỗn loạn và không an toàn.
trong đoạn phát sóng được chia sẻ những tiếng nhắc nhở để người bà con trật tự không chen lấn liên tục được phát lên. Trước tình cảnh này, Thủy Tiên sau đó đã phải dừng lại việc phát tin và nhắc nhở mọi người qua loa, nhưng tình trạng vẫn không khả quan hơn. Địa điểm nữ ca sĩ thông báo ai mà lên đây là sẽ thu lại phiếu và không phát tiền nữa. Bây giờ ai mà tiến lên từ phía sau con là con sẽ thu lại phiếu và không phát tiền nữa, bà con thông cảm nhé ạ. Nhận thấy tình cảnh trên lánh, rất đông khán giả xem trực tiếp đoạn phát sóng đã để lại bình luận thể hiện sự không hài lòng với sự nhôn nháo của người dân ở đây. Đã cố gắng chống chọi và chờ qua cơn bão lũ, vậy tại sao lại không thể chờ thêm một chút để đợi tới lượt nhận tiền? Sao mọi người không giữ trật tự vậy? Người dân thế này thì đoàn làm sao có sức khỏe mà đi phát tiếp các nơi khác? Vẫn biết lũ lụt ai cũng khó khăn, nhưng người dân phải biết bình tĩnh xếp hàng. Được biết sau mỗi tối nghỉ ngơi vào mỗi sáng, trước khi đi phát tiền cho người dân, Thủy Tiên và Công Vân sẽ ra ngân hàng rút số tiền lớn và tiếp tục chuyến từ thiện. Tính đến ngày 24 tháng 10, Thủy Tiên cho biết quỹ của cô đã kêu gọi được 150 tỷ đồng để cứu trợ bà con miền Trung. Nữ ca sĩ cho biết cô sẽ sử dụng số tiền này để hỗ trợ người dân ở 4 tỉnh, gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, lặp lại cuộc sống sau khi trải qua nhiều khó khăn vì thiên tai. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. MC Quỳnh Linh livestream kêu gọi quyên góp mới 8 phút đã có mạnh thường quân ủng hộ 1,4 tỷ đồng cứu trợ miền Trung ruột thịt. Quỳnh Linh nhận được sự tin tưởng của rất nhiều người, có những người đã chuyển khoản trực tiếp cho anh ngay khi anh đang livestream kêu gọi. Những ngày qua, tình hình mưa bão và lũ lụt ở các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, khiến cuộc sống của người dân các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Nam bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều xã Việt đã nỗ lực hết mình cho công tác quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung đang chịu hậu quả nặng nề từ thiên tai lũ lụt. Những con số gửi về trong tài khoản được công bố cho thấy mỗi ngày một tăng lên, càng làm ấm lòng tất cả những trái tim thiện nguyện. Mới đây, MC Quỳnh Linh vừa livestream để thông báo mình chuẩn bị bay vào miền Trung, trực tiếp đến khảo sát và giúp đỡ người dân Huế và Quảng Trị, đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân chung tay với mình. Cụ thể anh viết trên fanpage, tối nay Linh sẽ đi Huế và Quảng Trị để tặng tiền và sữa cho bà con vùng lũ, cả nhà ủng hộ và đồng hành với Linh nhé. Linh sẽ đi 5 ngày, cảm ơn cả nhà yêu. Khi đang livestream, Quỳnh Linh liên tục nhận được tin nhắn báo tiền ủng hộ tăng lên từ tài khoản ngân hàng, trong đó một mạnh thường quân còn chuyển gấp 1,4 tỷ đồng đến tài khoản của Quỳnh Linh để anh thay mặt đi trao cho người dân miền Trung. Nam MC cho biết anh sẽ tặng tiền cho các em học sinh để mua lại sách vở đi học, cho tiền người dân đi chợ sau lũ và giúp đỡ những gia đình bị hư hại nhà cửa. Ai cũng biết MC Quỳnh Linh bao năm nay nổi tiếng là người chăm chỉ làm từ thiện, có nhiều buổi đi thực hiện chương trình vất vả, ăn còn bù cả tiền túi, tiền cắt dê để biếu các bà con có hoàn cảnh nghèo khó. Chỉ sau chưa đầy một tiếng livestream, anh đã vội vã ra ngân hàng rút 2,3 tỷ đồng tiền mặt đợt đầu để kịp đi ra sân bay, bắt đầu công việc cứu trợ, dự tính anh sẽ ở lại miền Trung trong vòng 5 ngày. Nam MC cho biết, sau khi kết thúc livestream, anh sẽ lập tức đi nhận tiền mặt và ra sân bay đến miền Trung. Chuyến cứu trợ đợt 1 của Quỳnh Linh sẽ thực hiện trong vòng 5 ngày. Quỳnh Linh đã có nhiều năm làm từ thiện, anh cũng am hiểu các quy trình, tìm đúng các hộ khó khăn nhất để hỗ trợ, vì thế mọi người đều yên tâm gửi gắm tấm lòng đến miền Trung ruột thịt cho người MC nổi tiếng quốc dân này.